Chào tất cả các bạn. Cũng lâu rồi ta cũng chưa làm một cái video về chia sẻ một số các cái kỹ năng sử dụng ICT. Hôm nay thì trong cái quá trình làm việc thì ta sẽ có một cái nhu cầu, đó là nhu cầu chuyển đổi file Word sang các cái file ảnh, tức là file ảnh dạng JPG hoặc là PNG. Ở đây thì ta nói file Word thì ta có file, các cái loại file văn bản dạng khác nữa. Thì để thực hiện cái thao tác này thì chúng ta sử dụng một cái ứng dụng dưới dạng một trang web. Thì ta sẽ thực hiện thao tác có 3 bước cơ bản. Bước 1 là chọn file văn bản định chuyển sang file ảnh. Bước thứ hai ta thực hiện thao tác chọn định dạng file ảnh ta cần làm. Bước thứ ba là ta ấn nút convert để chuyển đổi. Sau khi chuyển đổi xong từ 30 cho đến 30 giây cho đến 1 phút thì ta sẽ thu được một cái file Word, một file nén. Trong file nén đấy ta thu được một thư mục, giải file nén đó ta thu được một thư mục. Thì mỗi trang trong file Word sẽ được convert sang thành một file ảnh, rất thuận tiện cho các bạn làm trong các cái công việc của mình. Đấy. Vậy thì cái ta sẽ bắt đầu nhé. Trước đây thì khi ta thực hiện muốn lấy một đoạn văn bản nào đó sang file ảnh, thông thường chúng ta hay sử dụng cái thao tác là thao tác chụp màn hình. Đấy. Thì thao tác chụp màn hình thì ta hay sử dụng Snipping Tool. Đấy, ta vào đây ta chọn Snip Tool. Thì khi Snipping Tool chạy thì nó chạy đây thì ta ấn vào nút New là để bắt đầu cắt, và khi đó ta sẽ chụp lấy một phần màn hình này. Đấy. Còn muốn chụp nhiều thì ta zoom nó bé lại để ta cắt màn hình. Sau đó ta Ctrl A, ta vào Edit chọn Copy. Đấy. Sau đó ta có thể đi đến một cái trang văn bản mới và ta paste nó, thì đây ta sẽ thu được một file ảnh. Tuy nhiên thì ta thấy rằng cái file ảnh này khi chụp như thế nó không thu được toàn bộ cái trang văn bản của mình. Còn nếu ta zoom lại thì nó bé quá. Và khi văn bản của mình có nhiều trang thì việc chụp như thế này là nó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vậy thì hôm nay ta sẽ thực hiện cái thao tác chuyển đổi một cái file văn bản dạng Word sang file định dạng ảnh JPG và một số các định dạng ảnh khác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào trang vào trình duyệt Internet, và ta sẽ vào cái trang trang web. Các bạn chờ một tí. Trang này tên nó là convert con chữ version, nhưng mà chữ sần nó thiếu chữ n, chấm co. Đấy. Conversion.co. Rồi ta nhảy sang PowerPoint để ta ghi đây cho nó dễ dễ nhìn. Đấy. Nó là trang conversion.co. Rồi bây giờ ta sẽ vào trang này. Khi vào trang này thì nó sẽ tự động chuyển sang giao diện tiếng Việt với cái phân vùng tiếng Việt Nam. Thì cái trang này thì ta có thể xem tổng quan giới thiệu về một số các chức năng của nó. Trong đó chức năng phổ biến nhất mình hay sử dụng trên trang này, đó chức năng là chuyển đổi tập tin. Đầu tiên ta sẽ tiến hành chọn tập tin, chính là cái file văn bản của mình. Ở đây ta sẽ lấy một cái file giáo án chẳng hạn. Đấy, ví dụ như ta cái một cái file nào dung lượng vừa phải. Đấy. Ta lấy một cái đề kiểm tra chẳng hạn, hay một cái giáo án. Khi đấy thì tên file của mình vừa up lên đây, thì chơi bước thứ hai của mình ở đây là thao tác chọn định dạng ảnh. Hiện nay thì cái file này nó convert sang được rất nhiều dạng. Nếu ra dạng ta hay sử dụng nhất là dạng JPEG, bắt đầu JPEG là cái dạng JPEG này. Hoặc là ta sử dụng JPEG đây, JPEG đây, thông thường ta sẽ sử dụng thằng JPEG này. Khi đó nó báo là đã sẵn sàng rồi, thì khi đó ta thực hiện thao tác là chuyển đổi. Các bạn nếu có nhiều file Word khác thì ta ấn nút thêm nhiều tập tin ở đây, hoặc là ta kéo thả nó vào đây. Còn nếu không ta sẽ chuyển đổi luôn cái file này nhé.
Quá trình chuyển đổi nó có biểu tượng xoay ở giữa màn hình đây, các bạn có thể nhìn thấy nó đang xoay đây. Đấy, thì bây giờ nó thông báo đã kết thúc chuyển đổi, đã hoàn tất chuyển đổi và ta nút tải về. Khi tải về dưới thanh công cụ của mình nó đã tải về một cái file, vậy thì ta sẽ mở thư mục đấy ra và ta giải nén nó ra. Đấy, thư mục giải nén đề kiểm tra học kỳ 2 đây. Và trong đề của ta có hai câu, vậy thì là có hai trang thì nó sẽ thành là hai ảnh. À, ta mở ra ta xem. Đấy, thì các bạn thấy là một cái file Word của ta đã convert thành một cái file ảnh rất đẹp, độ phân giải rất nét, chứ không phải là cáp màn hình giống như trước nữa. Đấy. À, các file ảnh này khi mà ta view lại thì ta để ý là cái đuôi của nó, đuôi 0, đuôi 1, đuôi 2, đuôi 3 là các thứ tự của các cái trang, là thứ tự của các cái trang của trong file ảnh. Nên ta khi ta sắp xếp cái file ảnh thì tên của file ảnh nó sẽ tự động là thành một file tăng, theo chiều tăng dần. Do đó khi các bạn chèn lại cái ảnh đó thành vào trong văn bản Word, hoặc là các bạn làm một cái thao tác gì đó với file ảnh này, thì file ảnh này nó đúng theo thứ tự của mình nhé. Rồi như vậy thì ta nhắc lại là để thực hiện một cái thao tác chuyển đổi file Word sang hay các định dạng khác thì sang file ảnh thì ta sử dụng trang conversion .co, và sau đó ta thực hiện chọn file, chọn định dạng file và ấn nút tải. Sau đó ấn nút convert, và sau khi convert xong thì ta tải cái ảnh đấy về. Cũng bên cạnh đấy thì ta lưu ý rằng là khi ta chọn một tập tin, ví dụ như ta lấy một cái tập tin có nhiều trang hơn đấy, thì cái định dạng chuyển đổi của mình ở đây nó có rất nhiều loại. Ngoài ngoài các định dạng ảnh cơ bản thì nó có thể chuyển đổi ảnh của mình thành sang các cái định dạng khác, như chuyển sang PDF. Tất nhiên PDF thì ta hay sử dụng luôn cái thằng Word rồi. Ta có thể chuyển đổi nó sang các cái dưới dạng ebook để copy cái file này vào trong các cái máy tính bảng có thể đọc được dưới dạng ebook. Rồi ta có thể convert nó sang dạng PowerPoint để trình chiếu đấy, và các cái dạng khác nữa. Rồi như vậy thì trên đây ta đã giới thiệu nhanh với các bạn là cái công cụ chuyển đổi file Word sang file ảnh để hỗ trợ cái công việc của mình. Rồi, chúc các bạn làm thành công. Nếu có vấn đề gì thì các bạn có thể comment để tôi có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm khi làm việc với cái công cụ chuyển đổi này nhé. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube này nhé để nhận được các cái video mới nhất về lập trình thi đấu cho thi học sinh giỏi và một số kinh nghiệm chia sẻ về ICT. Trong cái quá trình cần hỗ trợ thì có số điện thoại của tôi đây, là cũng là cái kênh số điện thoại đấy của Zalo là 085 451 833. Các bạn nhớ đăng ký kết bạn để cùng chia sẻ kinh nghiệm nhé. Chào mọi người, chúc mọi người thành công.